Kìa đây. Đây kìa nó rồi. Đổ ra. Nhanh 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 để coi cháy con thì thắng nhanh to lắm. Đứng đây vẫn còn nóng rực kìa. Cứu hỏa đã đến. Ui giời. Nóng rực luôn. Nó thật mà không ăn được. Chả chạy xem nó lổ như thế nhỉ, bắn cả thôn kia lên kia. Ôi, cái gì vậy? Đây. Vài này không ăn thua. Mới còn thùng không? Mới còn không? Ui dồi ôi. Gấp lên sao thì đấy ở trường ở là khu quê cũng nước cũng cứu hỏa nhưng mà như có vẻ không ăn thua lắm. Nước này nó ít quá. Không đủ, nó toàn hóa chất mà. Vẫn còn mấy cái thùng ở ngoài cửa đây. Đây là 3-4 cái thùng này. 3-4 cái thùng chưa nổ đâu. Nước vào nó lại vẫn cháy, nó là hóa chất xăng thơm phun nước vào bị cháy.